Thiết kế đậm chất classic cổ điển, cấu hình cao, option nhiều mà lại mức giá rẻ. Thực sự đây là một cái món quà dành cho anh em trong cái đợt này. Trước này nếu mà niêm yết ở thị trường Việt Nam nó rơi vào tầm là 36 triệu các bác nhé. Con này niêm yết ở thị trường Việt Nam là 36 triệu. Em không nhớ rõ cái mã quốc tế của nó là như thế nào, nhưng đây là mã nội địa cho nên cái mã nó sẽ hơi khác một chút. Nhưng mà với em Minh thì các bác chỉ cần là bỏ ra 14 triệu 800 ngàn cho một chiếc mới 99%, hàng lướt, hàng trưng bày, độ mới gần như là hoàn hảo. 14 triệu 800 ngàn các bác nhé. Giá chưa bao giờ lại rẻ đến như vậy. Giá nó chỉ bằng một chiếc 4R35 tầm thấp ngoài hãng thôi. Xin thưa các bác là nó cực kỳ rẻ rồi. Còn đây là 6R15. Mặt của nó là mặt thủ công, được làm bằng men sứ, tráng men đấy các bác. Nôm na cho các bác là dễ hiểu là như vậy. Và đặc biệt là nó sẽ có một cái kiểu dáng cực kỳ lạ mắt, đó là dáng tonneau, dáng thùng. Các bác đã chán với những chiếc đồng hồ tròn, tròn, vuông, rồi chữ nhật. Đấy, thì hôm nay chúng ta đến với một chiếc đồng hồ dáng tonneau. Cái dáng gọi là cái dáng đắt đỏ của thế giới đồng hồ đấy. Nhìn cái dáng này các bác nhớ ngay đến Jacques Mai này, những chiếc đồng hồ tiền tỷ, tiền chục tỷ này. Hay là Phanh Muller, và thậm chí là bây giờ những cái mẫu như là Hublot đời mới nó cũng đã có những chiếc đồng hồ với kiểu dáng tonneau như thế này. Một cái dáng mà nhìn thì khá là đắt tiền đúng không ạ? Thì nó sẽ làm mới lên cái bộ phong, cái bộ sưu tập của mình thôi. Và nhất là đối với những anh em nào mà đi làm ấy, thì đeo một cái chiếc với kiểu dáng classic như thế này thì thật sự là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng và thu hút anh nhìn đấy. Rồi, thì với SRX051 thì đây là một chiếc phiên bản Nhật nội địa, các bác chú ý nhé. Cấu hình máy này rất là cao. Chúng ta có gì? Chúng ta có một bộ dây da cá sấu, phải nói là tương đối mềm, phủ bóng bên ngoài. Độ mới thì gần như là hoàn hảo các bác nhé. Con này theo kiểu dạng hàng trưng bày, độ mới đang còn rất cao. Giá thì quá rẻ rồi, thật sự các bác, 14 triệu 800 ngàn nó chỉ bằng một con 4R35 thôi. Đấy, khóa bướm này các bác này, đang còn gần như là hoàn hảo nha các bác nhé. Thì với chiếc khóa bướm này thì nó sẽ giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta tránh được cái hiện tượng gập gãy dây như là khóa cài. Nó giúp tăng cái tuổi thọ của cái khóa bướm, của cái bộ dây lên rất là cao. Và hơn nữa thì cái việc mà tháo mở khóa bướm thì nó cũng dễ hơn là so với khóa cài, đúng không các bác? Rồi, tiếp đến là cái kiểu dáng của nó. Đây cũng chính là một trong những cái điểm mấu chốt khiến cho anh em xuống tiền này. Thì đây được gọi là cái dáng tonneau hai lòng. Thì chúng ta sẽ có lòng trên và lòng dưới này. Thì với cái dáng tonneau nó sẽ được bo cong ở cái đầu dưới và bo cong ở đầu trên. Nó thiết kế như một cái thùng rượu, và người ta gọi là tonneau hay gọi là dáng thùng rượu đấy. Thì đây có lẽ là một trong những cái dáng gọi là kinh điển của thế giới rồi, được xếp ở hàng cái dáng đắt đỏ rồi. Đấy, mà bởi vì sử dụng những cái kiểu dáng tonneau này thường là những chiếc đồng hồ vô cùng xa xỉ, kiểu như là Jacques Mai, Phanh Muller hay là Hublot đấy. Những cái kiểu dáng mà phải nói là cực kỳ đắt tiền. Thì với kiểu dáng của chiếc SRX051 này thì chúng ta vẫn sẽ có một kiểu dáng ấn tượng, nhưng mà nó sẽ mang hơi hướng classic cổ điển văn phòng hơn là so với những kiểu dáng trên những cái thương hiệu em vừa kể trên. Nó có cái gì đấy nó hơi trẻ khỏe. Còn với dáng này thì trông nó sẽ cổ điển hơn khi kết hợp với một chiếc mặt số được thiết kế theo kiểu dáng classic cổ điển với cặp la mã và kim la liễu. Về cái phần núm thì nó cũng sử dụng cái phần núm mà em đánh giá là một trong những phần núm đẹp nhất của nhà Seiko tính đến thời điểm hiện tại rồi. Núm theo kiểu dạng big crown, phần dưới nhỏ, to trên, thiết kế như một chiếc vương miện mà người ta gọi là big crown. Về thiết kế tổng thể của chiếc đồng hồ này thì toàn bộ thân vỏ nó sẽ được đánh bóng, tạo ra cái độ sang trọng và hút mắt cho người đối diện. Kích thước size của chiếc đồng hồ này nó sẽ tương đồng với một chiếc size 40mm mặt tròn, các bác chú ý nhé. Với phần càng ngắn và gọn cho nên là chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn có thể đeo đẹp với anh em có cổ tay từ 15.5cm đổ lên. Cụ thể như là trong video thì cổ tay em là 15.7, và các bác nhìn đó, đeo một chiếc dáng tonneau nhìn nó mới mẻ hẳn, đúng không ạ? Tránh đi cái sự nhàn chán một chiếc mặt trơn thì chúng ta có một chiếc đồng hồ với kiểu dáng vô cùng ấn tượng như thế này. Đấy, anh em thoải mái nhé, cổ tay từ 15.5 cho đến 17-18 đều đẹp hết. Một chiếc đồng hồ mà có kiểu dáng lạ nhưng mà nếu mà phối với đồ sơ mi văn phòng đi làm thì phải nói là cực kỳ đẹp đấy ạ. Kính sapphire nguyên khối được thiết kế theo kiểu dạng cuvette và nó sẽ cong theo cái đường thân vỏ của chiếc đồng hồ này. Có phủ chống lóa, mặt kính khá là trong, nếu các bác nhìn ở ngoài nó còn trong hơn rất nhiều nhé.
Đến với cái phần quan trọng nhất cũng như là cái điểm mà để các bác xuống tiền này, đó chính là cái mặt số. Và mặt số con này là mặt số tráng men, hay gọi là men sứ đấy. Thì với cái mặt số tráng men này thì nó sẽ được làm thủ công. Trải qua 7749 bước thì chúng ta có được một cái mặt số tráng men được làm thủ công. Và tất nhiên là những thứ mà liên quan đến thủ công thì nó sẽ đắt đỏ hơn, đúng không ạ? Đấy, cái con này thì giá niêm yết ở Việt Nam nó là 36 triệu các bác nhá. Nghe không nhầm đâu, 36 triệu đấy. Đấy, và với mặt số men thì nó sẽ có những ưu điểm như sau. Chúng ta sẽ có một chiếc mặt số với màu sắc trông thật hơn. Trông thật hơn các bác nhá, đem nhiều cảm xúc hơn. Và cái thứ hai đó là cái tuổi thọ của mặt men sứ. Nếu các bác dùng giữ thì một chiếc mặt men sứ nó có thể đẹp kéo dài đến vài chục năm, thậm chí còn hơn nữa. Tất nhiên là phải dùng giữ nhá các bác nhá. Và cái tuổi thọ nó bao giờ nó cũng cao hơn là so với những chiếc mặt mạ trên nền thép bây giờ. Thế nên là mặt men thì nó cũng có ưu điểm đấy, nhưng mà nó sẽ đi kèm là đắt đỏ. Và sau khi mà hoàn thiện xong cái mặt số này thì họ sẽ tiến hành vẽ một cách thủ công lên trên cái mặt số đó những cái cọc vạch. Và nó sử dụng cọc vạch La Mã mang hơi hướng classic cổ điển. Còn bộ kim được sử dụng trên con này là bộ kim mạ PVD màu xanh deep blue, phải nói là vô cùng ấn tượng, đúng không các bác? Đấy, rất đẹp và hợp với cái mặt số này. Với một chiếc kính cong thì các bác có thể nhìn thấy là kim của nó sẽ hơi cong xuống, đúng không? Là do cái khúc xạ của ánh sáng thôi. Đặc biệt của cái kính cong nó là như vậy. Nó trong trẻo, nó đem lại chiều sâu, độ thật, độ sáng cho mặt số. Và nó cũng sẽ khiến cho một chút ấn tượng với phần kim gần như là bị bẻ cong. Nhưng mà thực chất là kim nó vẫn thẳng, các bác chú ý nhé. Đó. Đó là những cái thứ trên mặt số của chiếc đồng hồ này. Đơn giản thôi, một chiếc đồng hồ ba kim một lịch dùng để đi làm, nó sẽ rất phù hợp với anh em đi làm. Nhất là anh em mà hay mặc sơ mi vest nữa thì không có gì để mà bàn cãi. Và cái thiết kế của nó thì vừa có cái gì đấy nó mới mẻ với dáng tono, lại vừa đem lại cái chất cổ điển bên trong. Mặt men này các bác này, đây các bác nhìn thấy không? Mặt men trông cái màu của nó thật là hơn. Và khi mà mình zoom kỹ vào cái mặt men này, các bác sẽ thấy cái điểm ấn tượng với mặt số được làm khá là cầu kỳ. Gần như là không có chi tiết lỗi trên cái mặt số này. Hoàn hảo. Về mặt sau thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đáy hở. Lộ đáy. Thì chúng ta có con máy được sử dụng trên con này là 6R15 23 chân kính. Đấy, một con máy mà có thể tạm gọi là nôi đồng cối đá của dòng máy 6R, nó cũng chả có gì để học đâu. Nói chung là cái tiến hành định kỳ lau dầu bảo dưỡng cho nó thì gần như là nó cũng chả có cái lỗi vặt gì trong cái quá trình sử dụng cả. Thân thép không rỉ này. Và máy 6R15 thì chúng ta có trang bị chống từ này. Đấy, vành tóc của nó là vành tóc chống từ nhé. Được làm bằng spon 510 từ Coban và Niken. Chỉ cái vành tóc này thì hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường. Và các bác biết rồi, cái vành tóc là cái phần mà dễ bị nhiễm từ nhất. Và nó ảnh hưởng đến cái độ sai số của đồng hồ. Thì với một vành tóc kháng từ thì gần như là chúng ta không cần phải lo về vấn đề đấy rồi, đúng không ạ? Sai số gần như là sẽ rất ít khi xảy ra với hiện tượng nhiễm từ. Made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật. Chống nước 50m, đi mưa rửa tay thoải mái này. Và chúng ta có kính sapphire. Máy 6R15. Máy 6R15, chữ con 50 giờ, độ sai số cực kỳ tốt mà giá chỉ có 14.800.000, thực sự với các bác là nó quá rẻ. 14 triệu 800 ngàn ra ngoài hãng thì các bác chỉ mua được 4R35 tầm thấp thôi. Chưa mua được 4R35 tầm cao kiểu dạng như Zen Garden đâu nhé. Chỉ là 4R35 tầm thấp thôi. Còn đây là 6R15. Chữ con 50 giờ. Mặt men thủ công. Quá ngon. Dáng đẹp. Thiết kế cổ điển. Sang trọng. Mà giá thì chỉ có là 14 triệu 800 ngàn. Cân nhắc các bác nhé, bởi vì đây là một cái mức giá nó rất rất rẻ. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50%. Cam kết để đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.